Tiểu sử ca sĩ hải ngoại Cindy Tú Uyên, giọng ca ngọt ngào đầy nội lực và cuộc sống hiện tại vẫn lẻ loi. Tú Uyên hay tên thật là Trần Kim Uyên hoặc Cindy Tú Uyên là một nữ ca sĩ người Việt gốc Mỹ. Khi nhắc đến nhạc trẻ, chắc chắn mọi người sẽ nhớ đến ca sĩ Cindy Tú Uyên với giọng ca ngọt ngào và đầy nội lực đã chinh phục biết bao trái tim của người hâm mộ. Cô tên thật là Trần Kim Uyên, còn gọi tên thân mật là Cindy. Giọng ca Tú Uyên sinh ngày 8 tháng 10 năm 1977 tại Philadelphia, Hoa Kỳ, là chị cả trong một gia đình gồm có 5 người con. Bởi vì sức khỏe của cô không hợp với khí hậu của Philadelphia, nên nữ ca sĩ đã cùng gia đình dọn xuống Fort Sill, tiểu bang Texas. Một thời gian sau đó, gia đình cô lại chuyển sang Sacramento, thuộc miền Bắc Cali, và lưu lại đây trong vòng 5 năm. Sau khi rời khỏi Sacramento, gia đình cô lại di chuyển xuống miền Nam Cali và cư ngụ cho đến tận bây giờ. Tại đây, Tú Uyên Cindy bắt đầu theo học trường tiểu học và trung học ở thành phố Ontario. Khi bắt đầu vào đại học Long Beach, Tú Uyên một mình dời về Westminster, thuộc khu Little Sài Gòn, và hiện đang học theo ngành bệnh lý ngôn ngữ. Trong thời kỳ còn học trung học, cô đã đi dạy Việt ngữ, và đây là một điều khá ngạc nhiên đối với một thiếu nữ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Mặc dù sinh tại Mỹ, nhưng cô được gia đình dạy kèm tiếng Việt và cô tự học thêm trong sách vở mượn từ thư viện. Nữ ca sĩ cho biết đã học tiếng Việt bằng cách mượn sách tại thư viện và đã làm quen với tiếng Việt ngay từ nhỏ. Ca sĩ Tú Uyên không giống như những nghệ sĩ khác có nhiều scandal hoặc lùm xùm về chuyện đời tư cá nhân. Ngược lại, cô sống rất khép kín, cô ít chia sẻ về cuộc sống lên trên mạng xã hội. Năm nay đã 44 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Mặc dù vậy, giọng ca vẫn vui vẻ yêu đời, sống rất hạnh phúc. Tú Uyên chỉ xem ca hát là một nghề phụ của mình, tài chính không phụ thuộc vào nó, nên không tham gia nhiều show diễn cho lắm. Nhưng mỗi lần lên sân khấu biểu diễn, cô luôn hát hết mình và đam mê, và sự yêu thích của khán giả với danh xưng là ca sĩ hải ngoại. Tiếng hát của cô nhẹ nhàng, sâu lắng, đã chinh phục hàng ngàn người yêu thích nhạc trẻ. Khi nhắc đến nó, người ta lại gợi nhớ đến tên của Tú Uyên. Sự nghiệp của Tú Uyên, trong một lần tình cờ tham gia vào một show gây quỹ của Hội Sinh viên Việt Nam của trường đại học Fullerton, Tú Uyên đã được Kevin Tuấn, giám đốc trung tâm Eagle, chú ý và mời cộng tác từ năm 1995. Năm ấy cô mới 18 tuổi, từ đó nữ ca sĩ đã bắt đầu thực hiện các CD đầu tay của mình và đều được trung tâm này phát hành. Cho đến bây giờ, trung tâm này đã phát hành cho cô một số CD và đã xuất hiện trên một số video của nhiều trung tâm lớn nhỏ khác: Asia, Thế Nga, Biển Tình, May, Angle. CD đầu tiên của cô là Nụ Cười Xa Vắng. Bằng video đầu tiên, Tú Uyên xuất hiện là Quê Hương Tình Yêu và Tuổi Trẻ 1 năm 1995. Đến nay, những người ái mộ vẫn xem bài hát mà cô trình diễn trong video đó là Nụ Hồng Mong Manh và Sau Này, Trong Em Tình Vẫn Sáng, Những Lời Dối Gian, Chỉ Mình Em Thôi. Đó là những thành công lớn của cô. Ca sĩ Tú Uyên cũng từng song ca với nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác. Từ năm 1998 đến năm 2000, cô đã từng biểu diễn cho Trung tâm Văn Sơn và ASEAN. Vào năm 2002, cô xuất hiện trên sân khấu Thiên Nga trong Body by Night số 63, Dòng Thời Gian. Kể từ lần xuất hiện này, cô đã trở thành một trong những ca sĩ nhạc trẻ tiêu biểu của trung tâm, cùng với Như Loan, Bảo Hưng và Loan Châu, và có nhiều màn trình diễn thu hút rất nhiều khán giả. Dù vậy, cô không được cộng tác với trung tâm quá thường xuyên. Lần cuối cùng Tú Uyên xuất hiện trên sân khấu Body by Night là chương trình số 104 với ca khúc Vai Chính Vai Phụ, và sau phần trình diễn này, cô đã không còn xuất hiện trên sân khấu này nữa. Và mỗi khi kênh YouTube của trung tâm tiếng Nga đăng tải các ca khúc mà Tú Uyên từng hát trong Body by Night, khán giả ít nhiều đều yêu cầu cô quay trở lại sân khấu Body by Night. Từ năm 2016, cô trở nên bạc vô âm tín trên Facebook. Đến năm 2020, cô mới bắt đầu hoạt động trở lại. Sau khi Chí Tài qua đời, Tú Uyên cũng là một trong những nghệ sĩ đăng trạng thái chia buồn về sự ra đi của nam nghệ sĩ. Được biết, vào đêm ngày 31 tháng 12 năm 2019, cô tham dự sự kiện đêm giao thừa cùng với Chí Tài trước khi ông về Việt Nam, và đó là kỷ niệm cuối cùng giữa cô và Chí Tài. Những bài hát của Tú Uyên thể hiện các ca khúc được cô trình bày trên sân khấu solo tại trung tâm của Thiên Nga như Khi Xưa Ta Bé, Nỗi Buồn Con Gái, Nhật Ngân, Chỉ Mình Em Thôi, Tùng Châu Trường Huy, Tình Lệ Bóng Lương Bằng Vinh, Xin Dành Trọn Cho Em, Tùng Châu Thái Thịnh, Còn Lại Nhớ Thương, Vết Son Trên Áo, Tựa Vào Vai Anh, Bảo Thạch, Vai Chính Vai Phụ, Hoài An. Các ca khúc được cô kết hợp với các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng khác như Tình Cốt Cho Em, Lê Uyên Phương, Hãy Sống Cùng Tình Yêu Hoài An, Khúc Hát Yêu Đời, Kim Hay Sen,
Tình ngỡ trăm năm Lê Quốc Dũng giữ vẻ nhạt nhòa Phước An. Tìm về phố xưa Nhật Trung, liên khúc nhạt nắng biển nhớ, liên khúc hỡi người tình, chuyến bay hạnh phúc Hoài An, đôi khi em muốn khóc, liên khúc cơn mưa chiều nay, vân vân. Tú Quyên trình diễn tại trung tâm tình. Ngoài những ca khúc trên, nữ ca sĩ còn trình diễn nhiều ca khúc khác như liên khúc Top Hit 2, Fantasy Tình Em Còn Mãi, liên khúc Dân Ca 2, liên khúc Tà Áo Việt Nam, liên khúc Chiều Xuân Ngọc Châu, Xuân Yêu Thương Thì Thầm Mùa Xuân Ngọc Châu, vân vân. Trình diễn tại trung tâm ASA May và Vân Sơn, nữ ca sĩ còn góp mặt tại nhiều trung tâm lớn nhỏ khác, với giọng hát ngọt ngào của cô đã chinh phục được nhiều khán giả. Khi nhắc đến Tú Quyên, mọi người thường nhớ đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô như Quick Dreams, Tôi Đưa Em Sang Sông, Nhật Ngân Y Vũ, Tình Ca Muôn Thở, Ngây Thơ, Ngọc Châu, Tình Mãi Bên Anh, Khúc Lan, Xin Mưa Ngừng Rơi, Hát Cho Tình Yêu, Sống Trong Phút Giây, Tú Quyên, Tình Cho Không Biếu Không, Phạm Di, Hận Tình Trong Mưa, Phạm Di, vân vân. Những CD của Tú Quyên. Sự nghiệp Tú Quyên rất thuận lợi, mặc dù cô rất ít nhận show để hát, nhưng mỗi khi cô trình diễn, nữ ca sĩ đều cháy hết mình với ca khúc và luôn nhập tâm vào bài hát đó. Vì vậy giọng ca luôn được nhiều khán giả yêu quý và mến mộ từ nhiều nơi khác nhau, và để đáp lại tình yêu thương và sự mong chờ những ca khúc mới từ người hâm mộ, cô đã cho ra mắt các loại CD với nhiều ca khúc hay và ấn tượng. Những bài hát này cũng đã để lại tiếng vang lớn trong sự nghiệp ca hát của cô, như Trong Em Tình Vẫn Sáng, Còn Gió Môi Hôn, Người Tình Dối Gian.